Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 79 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, về cơ chế hình thức thực hiện mua sắm, việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 22 luật đấu thầu. Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 luật đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước, trên cơ sở đề nghị và thẩm định của các bộ liên quan và các địa phương. Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương, đơn vị chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch.